Pha Chiều Online chào mừng bạn quay trở lại. Trong bài học trước chúng ta đã biết cách ủ cà phê số lượng lớn và bài học ngày hôm nay đen nóng và đâu nóng. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người đồng sáng lập ra Pha Chiều Online. Đầu tiên, đây là nơi các chủ cửa hàng được học những công thức đồ uống, cốt thấp, lại cao. Bước 1. Rót nguyên liệu. Rót 20ml nước sôi và 50ml cà phê vào xong. 20ml nước sôi, 50ml cà phê. Xong. Bước 2, đun nóng. Bật bếp ở mức nhiệt 200. Cà phê được đun nóng chuẩn nhiệt độ là nó sẽ có phần sủi tăm ở xung quanh. Ok, chúng ta đã được. Bước tiếp theo, rót ra cốc. Thả một viên đá vào xong. Bếp dùng trong pha chế nên sử dụng bếp từ. Và cốc dùng cho đen và nâu nóng nên là cốc sứ bé 100ml. Bước 3, phục vụ. Phục vụ kèm đĩa bé, thìa bé và cốc nước lọc với đen nóng đi kèm chén đường nước 20ml. Với nâu nóng đi kèm chén sữa đặc 20ml. Công thức rút gọn của đen nóng và nâu nóng. Bước làm rút gọn của đen nóng và nâu nóng. Bước 1. Rót nguyên liệu. Rót 20ml nước sôi và 50ml cà phê vào xong. Bước 2. Đun nóng. Bật bếp ở mức nhiệt 200 đến khi sủi tan. Tắt bếp. Rót ra cốc. Thả một viên đá vào xong. Bước 3. Phục vụ. Phục vụ kèm đĩa bé, thìa bé và cốc nước lọc. Với đen nóng, một chén đường 20ml. Với nâu nóng, một chén sữa đặc 20ml. Hãy cùng tôi xem giá cốt và giá bán. Điểm mạnh của đen nóng và nâu nóng là lãi ít nhất 82% giá bán. Pha chế cực kỳ đơn giản và nhanh gọn. Lượng khách hàng sử dụng cực đông trong mùa rét. Chúc mừng bạn đã làm ra được đen nóng và nâu nóng. Bài học đen đá, nâu đá tôi đợi bạn ở video tiếp theo. Thắc mắc dù to hay nhỏ, hãy bình luận xuống phía dưới. Tạm biệt.